Trại Thương Phật Đỏ, quý cô bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, mệnh Thiên Hà Thủy, tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, hóa hung thành cát, gặp thời đổi vận nếu như nắm chắc được điều này. Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác tuổi Bính Ngọ đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ loại mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã chỉ ra rằng đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài yêu ái, quý nhân tương trợ sẽ giúp cho quý cô bác có nhiều vận may đến với mình, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, giúp cho quý cô bác từ nay về sau đổi đời đại gia, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hoa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình thì ngay sau đây xin mời quý cô bác cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Tiên tri tiết lộ vận trình tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, đến thời đổi vận, may mắn bất ngờ, làm đâu chúng đó, tiền tỷ cầm tay. Kính thưa quý cô bác, theo quan điểm của người xưa cho rằng, mỗi người sinh ra đều mang số phận khác nhau. Ai cũng đều khao khát có được một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, nhưng có lẽ đời người nỗi buồn và bất hạnh thường chiếm nhiều hơn. Và trong suốt chặng đường đời, có những sự kiện may mắn hay xui xẻo khi xuất hiện có thể thay đổi cuộc sống của ta một cách mạnh mẽ. Nó có thể gây ra hậu quả to lớn, vượt mọi khả năng phấn đấu của ta. Phật gia nói, vận mệnh, các loại họa phúc của người ta là biểu hiện quy luật nhân quả của nghiệp báo, nhưng làm sao có thể cải biến thọ mệnh, quan vận, làm thế nào để chuyển hóa vận xấu? Chính là nhờ vào việc giải mã các cung và sao trên lá số tử vi, cùng với sự kết hợp của thiên tượng, địa lý, tướng số và dịch pháp mà các thầy tử vi, các nhà chiêm tinh học có thể tiên đoán quá khứ, hiện tại và tương lai của một người. Những thành công và thất bại trong từng giai đoạn, từ đó chuẩn bị cho những tình huống xấu có thể xảy ra, cũng như những cơ hội vận may mà người đó sắp được đón nhận. Và trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ luận giải hung cát và vận trình chi tiết trong tháng 6 năm 2023 âm lịch của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Quý cô bác tuổi Bính Ngọ nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình, thì hãy để lại lá số tử vi, ngày tháng năm sinh, giờ sinh trong phần bình luận ở dưới video này để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông để được cập nhật những video hay và hữu ích về tuổi của quý cô bác nhé. Tổng quan về tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, mệnh Thiên Hà Thủy, tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 là những người rất tài năng, trí tưởng tượng của người này cũng khá tốt nhưng vẫn chịu sự kiểm soát bởi tính cách thích an toàn. Người tuổi Bính Ngọ luôn đề cao ý thức trách nhiệm và tuân theo các chuẩn mực của xã hội. Tuổi này có lợi thế là biết cách khai thác khả năng bản thân, đổi mới khi cần để thích nghi. Bính Ngọ luôn tự tin với tài năng của mình và có khuynh hướng kiêu ngạo. Với tính cách này, Bính Ngọ luôn đề cao mục đích theo đuổi địa vị xã hội, đó là lý do người này luôn nỗ lực để vươn tới mục tiêu. Bính Ngọ luôn nhận thức được vai trò của mình trong cuộc sống và biết nên nhiệt tình với những người tôn trọng mình, chứ không hẳn là cho đi một cách mù quáng. Người tuổi Bính Ngọ dường như được sinh ra để theo đuổi các công việc phục vụ lợi ích cộng đồng, sức hấp dẫn của những người này sẽ thu hút rất nhiều người. Họ cũng có tài ăn nói và có thể mê hoặc được nhiều người nghe. Người tuổi Bính Ngọ 1966 mang nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đặc trưng cơ bản nhất của người mệnh Thiên Hà Thủy đó là sự thông minh, trí tuệ. Vì trong ngũ hành thủy, chủ trí tuệ, nước mưa hay diễn đạt một cách bóng bẩy là nước Thiên Hà, là sự kết tinh của hành thủy. Thứ nhất, xét về bản chất vòng tuần hoàn của nước thì hơi nước mỏng manh, tinh khiết, ngưng tụ tạo thành nên nó không tạo chất dơ chọc. Thứ hai, nước của sông Ngân Hà trên thiên cung, nó khác với nước ở dưới trần gian, ở chỗ cao quý, thánh thiện hơn. Thứ ba, khi xét về thiên can, địa chi, ta sẽ thấy can Bính Dương Hỏa kết hợp với chi Ngọ Dương Hỏa tạo nên thế tương hòa, tương đắc, sản sinh ra những tài năng lớn. Dựa vào ba lý do trên,
có thể thấy người tuổi Bính Ngọ thiên hạ thủy, không những thông tuệ mà còn có sự hơn người xuất chúng. Theo luận giải của các thầy tử vi cho thấy, người tuổi Bính Ngọ sẽ có một tháng thuận lợi và may mắn, tháng này mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp cho người tuổi Bính Ngọ. Lục hợp xuất hiện mở ra nhiều sự hanh thông và thuận lợi cho các kế hoạch của Bính Ngọ. Công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì. Hơn nữa, bản mệnh còn có quý nhân giúp sức, nên có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỷ lệ thành công rất cao. Tài chính của tuổi Bính Ngọ trong tháng 6 âm lịch này cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để tuổi này có thể đầu tư. Việc kinh doanh túc tắc thì vẫn có khoản thu về đều đặn, song muốn phát tài lớn thì vẫn chưa phải thời cơ. Nhưng dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực nào thì cũng nên tự chủ, chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vừa vào túi đã ra ngay. Nếu bắt buộc phải đầu tư thì không nên đổ tiền vào quá nhiều và cần phải xem xét kỹ lưỡng các điều khoản trước khi giao dịch. Cụ thể tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 6 âm lịch của người tuổi Bính Ngọ. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 6 này, Bính Ngọ may mắn được cả lục hợp thái tuế lẫn nguyệt lệnh lâm quan hỗ trợ nên vận khí khá vượng. Đặc biệt là ở phương diện công danh, sự nghiệp. Công việc có sự đồng hành của quý nhân, đánh đâu thắng đó, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến thành công. Điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động, nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Thời điểm này, tinh thần làm việc ngày càng hăng say, sức sáng tạo, nhiệt tình sẽ mang tới cho bạn những thành công bất ngờ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn bản mệnh sẽ gặt hái được thành quả tốt. Ngoài ra, người tuổi Bính Ngọ trong tháng này cũng có các tinh thái dương nhập cục, con giáp này có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ từ vận trình vượng vận khí của mình. Nhiều các tinh vây quanh, gánh nặng trên vai bản mệnh được giảm bớt đáng kể, không còn tình trạng mất phương hướng như trước nữa. Về mặt tài lộc, theo dõi tử vi tháng 6 của 12 con giáp, không chỉ công việc, sự nghiệp mà tài lộc của tuổi Bính Ngọ cũng hứa hẹn có sự biến động theo chiều hướng có lợi cho việc kiếm tiền, tăng thêm thu nhập, khá suôn sẻ, tiền của tích lũy được cũng nhiều hơn. Nguồn thu nhập chính vẫn phải dựa vào chính tài, điều đó cho thấy việc kinh doanh túc tắc thì vẫn có khoản thu về đều đặn, song muốn phát tài lớn thì vẫn chưa phải thời cơ. Dù vậy, với những người coi kinh doanh là nguồn kiếm cơm chính, nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Thời gian này, chuyện buôn bán khá thuận, bản mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình. Lục hợp cũng giúp bản mệnh mở rộng một số mối quan hệ xã giao, tốt cho việc hợp tác làm ăn. Nhưng vì lòng người đa đoan, khó đoán, Bính Ngọ vẫn nên thận trọng khi kết giao, nên tỉnh táo để tránh bị lừa gạt. Về mặt tình cảm, nhờ nhị hợp thái tuế che chở và sao thiên diêu thúc đẩy, nên chuyển tình cảm hay gia đạo đều bình ổn. Tuy nhiên mệnh chủ cũng nên nhớ rằng tình cảm là thứ chân quý, nên dù bận thế nào bản mệnh cũng phải cố gắng vun vén, dành thời gian cho nhau. Đừng để đến khi mất đi thì mới hối tiếc, cũng chẳng thể quay trở lại như ban đầu. Về sức khỏe, thể trạng của người tuổi Bính Ngọ được dự báo có nhiều chuyển biến tích cực, không phát sinh vấn đề gì quá nghiêm trọng. Tuy trong tháng bệnh nặng không mắc, nhưng cũng không nên chủ quan, phòng bệnh vẫn luôn tốt hơn là chữa bệnh. Bản mệnh nên cố gắng duy trì lối sinh hoạt khoa học, ăn uống đủ đầy, rèn luyện thể dục thể thao tùy sức để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bên cạnh đó, nếu bạn có thể sắp xếp thời gian đi tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể thì sẽ tốt hơn, nắm được tình trạng cụ thể của cơ thể thì sẽ thêm phần an tâm hơn. Sau đây là luận hung cát tử vi từng tuần trong tháng 6 âm lịch của người tuổi Bính Ngọ. Tử vi tuần 1. Tuần này, người tuổi Bính Ngọ được thiên đức cát tinh trợ mệnh, đường công danh sự nghiệp dù có khó khăn nhưng vẫn có thể vượt qua một cách ổn định. Xem tử vi cho thấy bản mệnh đang đi đúng hướng, hãy cố gắng phát huy hơn nữa. Cũng may trong tuần này, những hành động của bản mệnh không ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình tài chính. Thiên tài xuất hiện cho thấy, thu nhập của tuổi Bính Ngọ khoảng thời gian này không tồi, song từ giữa tuần trở đi nên thắt chặt chi tiêu nếu không muốn tay trắng lại hoàn trắng tay. Lời khuyên là Bính Ngọ, hãy cứ dành sự ưu tiên cho những thứ đã có sẵn, một nền tảng chắc chắn. Còn những lý tưởng cao xa hơn thì cần dành thêm thời gian nghiên cứu và tìm hiểu để tránh rủi ro không đáng có. Quý nhân, Tị, Dần. Tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Tử vi tuần 2. Dưới sự che chở của các tinh tử vi, người tuổi Bính Ngọ có những bước đột phá trong tuần này. Bản mệnh có cơ hội thực hiện được những mục tiêu mình đề ra từ trước đó, nhờ khả năng sáng tạo được phát huy xuất sắc.
Chính ấn hỗ trợ cho bản mệnh rất nhiều để công việc trong tuần thuận buồm xuôi gió. Vì thế, dù cuối tuần có chút trở ngại, phiền muộn thì cũng không đáng gì. Quan trọng là bạn tập trung vào mục tiêu mà bản thân đề ra thì không có gì là khó khăn cả. Thiên tài xuất hiện vào giữa tuần cho thấy bản mệnh có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc tìm kiếm cơ hội để tăng thu nhập cho mình và điều đó thì cũng đang dần trở thành sự thật. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần phải đề phòng họa phá tài, cẩn thận có kẻ bày mưu để lừa gạt tiền bạc mà mình vất vả kiếm được. Quý nhân, Sửu Dần, tiểu nhân, Tỵ, Mão, màu sắc may mắn, đen, đỏ. Tử vi tuần 3. Xem tử vi tuần này cho thấy, ngũ quỷ hung tinh nhập cục, vận trình của người tuổi Bính Ngọ trong tuần này có thăng có trầm, vận hung và vận cát luân phiên đè nén. Công danh sự nghiệp lên xuống bất định, có lúc rất thuận lợi, rồi lại lập tức xuất hiện vấn đề, vừa giải quyết xong rắc rối chưa kịp thở vào, thì lại phải đương đầu với những rắc rối mới, khiến bản mệnh dễ sinh lòng, chán nản, muốn bỏ cuộc. Sóng gió bùa vây, đòi hỏi người tuổi Bính Ngọ phải giữ được bình tĩnh và tỉnh táo, mới có thể sáng suốt, nghĩ ra phương pháp đối phó. May mắn từ giữa tuần trở đi, ấn quan tương trợ, bản mệnh lấy lại được thế cân bằng và tạo dựng cho mình những bước khởi đầu thành công, tiến những bước vững chắc tới mục tiêu đã định. Tài lộc ngay từ đầu tuần đã kém sắc, khi bị kiếp tài án ngữ, họa phá tài đe dọa, mệnh chủ cần đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Cuối tuần lại là thời điểm tài lộc vượng, nếu bản mệnh muốn tăng thêm thu nhập thì đừng bỏ lỡ cơ hội này, thiên tài sẽ giúp người tuổi này có cơ hội để kiếm tiền. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc người tuổi này sẽ không được rảnh rang dịp cuối tuần. Quý nhân, Thìn, Dậu, tiểu nhân, Dần, Hợi, màu sắc may mắn, hồng, cam. Tử vi tuần 4. Tuần cuối của tháng này, người Bính Ngọ có một tuần làm việc quyết đoán và dứt khoát hơn hẳn trước đó nhờ tỷ kiên độ mệnh. Nhờ vậy, bản mệnh có thêm thời gian và không gian để làm những việc khác. Giữa tuần là thời điểm người tuổi Bính Ngọ đạt được trạng thái cao nhất, tài lộc giữa tuần ở mức bình ổn, phải đợi tới cuối tuần thì mới có khởi sắc thực sự rõ rệt. Cả chính tài và thiên tài xuất hiện trao cho bản mệnh cơ hội kiếm được nhiều khoản thu nhập mới. Vấn đề là mệnh chủ sẽ bận rộn và tất bật hơn, song công sức bỏ ra thì đều sẽ nhận lại thành quả xứng đáng. Sao Thái âm che chở phương diện tình cảm cho người tuổi Bính Ngọ, gia đình và bạn đời là chỗ dựa về mặt tinh thần. Bản mệnh sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích thay những lời động viên cần thiết từ người thân. Điều đó giúp bạn cảm thấy an tâm và suy nghĩ thấu đáo hơn. Quý nhân, Mão, Hợi, tiểu nhân, Thìn, Tỵ, màu sắc may mắn, đỏ, nâu. Quý cô bác tuổi Bính Ngọ kính mến, ngoài năm sinh thì tháng sinh âm lịch cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người, bởi dựa vào tháng sinh có thể biết trước được tương lai, tình duyên, vận mệnh và một phần tính cách. Những người tuổi Bính Ngọ sinh ra trong các khoảng thời gian khác nhau sẽ có tính cách và số phận khác nhau. Vậy trong tháng 6 âm lịch năm 2023 này, những người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng nào sẽ gặp được nhiều may mắn nhất thì xin mời quý vị theo dõi tiếp luận giải y sau đây. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng Giêng. Người sinh vào tháng Giêng, bản tính phóng khoáng, rộng lượng, họ rất giỏi tạo dựng và duy trì các mối quan hệ. Khi gặp khó khăn thì đã có bạn bè sẵn sàng cứu giúp. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 2 âm lịch. Đây là những người ưa thích cuộc sống thanh nhàn, không phải hơn thua với đời, họ muốn được tự do theo đuổi những gì mình thích. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 3 âm lịch. Về số mệnh, bản mệnh được quý nhân phù trợ, hưởng phúc phần từ ông bà, cha mẹ, thành công đến với họ thì cũng nhanh chóng hơn người khác. Bởi những người sinh vào tháng 3 âm lịch rất biết tính toán, đề ra chiến lược và nỗ lực thực hiện. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 4 âm lịch. Bản mệnh tự mình gây dựng cơ đồ, dũng cảm vượt qua nghịch cảnh, nên ý chí vô cùng sắt đá, không dễ gì làm họ dao động. Họ rất biết cách tận dụng cơ hội làm ăn. Tiền tài như nước, nhưng lại khó khăn trong việc tiết kiệm. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 5 âm lịch. Thời trẻ mệnh cách chịu vất vả, ngược xuôi, bươn chải để kiếm sống và chứng tỏ năng lực của bản thân. Khi về già, sức khỏe tốt, được hưởng phú quý bên bạn đời, con cháu. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 6 âm lịch. Con đường lập nghiệp của người này nhiều chông gai, phải đổ nhiều mồ hôi mới thu được trái ngọt. Do vậy, bản mệnh cần kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng, tất sẽ nhiều khởi sắc. Về số mệnh, bản mệnh được quý nhân phù trợ hưởng phúc phần từ ông bà, cha mẹ thành công đến với họ thì cũng nhanh chóng hơn người khác. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 7 âm lịch. Những người này trí huệ hơn người, dù vướng trở ngại nào cũng đều tìm được giải pháp để gỡ bỏ.
Trên đường công danh mệnh chủ cần đề phòng tranh chấp, kiện tụng, làm ảnh hưởng tới uy tín của bản thân. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 8 âm lịch. Tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 8, chí dũng song toàn, đầy đủ phẩm chất của bậc quân tử, nhờ vậy mà họ được giao cho nhiều trọng trách trong công việc, đường công danh thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 9 âm lịch. Người sinh vào tháng 9 thực sự có tài, nhưng không phải ai cũng biết vận dụng, những người có chí cầu tiến, vận mệnh cực kỳ sáng, lạn rực rỡ. Ngược lại, người chỉ muốn tựa nhờ người khác thì tài vận không bền. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 10 âm lịch. Cuộc đời những người này phải trải qua rất nhiều cung bậc thăng trầm. Họ không có quý nhân nâng đỡ, nên sự nghiệp muốn thành công phải biết chịu đựng cực nhọc, vất vả. Đến cuối cùng sẽ được kết quả xứng đáng. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 11 âm lịch. Xét tổng thể, vận mệnh người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 11 không có hoạn nạn nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, họ khá khó để tìm được bạn đồng hành, đồng nghiệp tương trợ. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 12 âm lịch. Khi đi học, người này thường xuyên đạt thành tích tốt, rất có tư chất và nghị lực. Khi lớn lên, vận mệnh thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt, phúc trạch kéo dài. Nhân sinh cảm ngộ. Quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ kính mến, sự tức giận bắt nguồn từ nội tâm, khi cảm xúc bị kích động sẽ dẫn đến những hành động tiêu cực. Vì vậy, giải pháp tốt nhất là phải tìm ra căn nguyên của cơn giận, từ đó học cách kiểm soát nó. Tức giận là bản năng, kiềm chế cơn giận là bản lĩnh, kiểm soát được cảm xúc mới có thể kiểm soát được cuộc đời. Trong cuộc sống, khi chúng ta đối mặt với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, thi thoảng trong các mối quan hệ sẽ dẫn đến những mâu thuẫn, xung đột, tức giận không chỉ làm tổn hại đến tình cảm, mối quan hệ giữa người với người mà còn có ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe. Khi người ta tức giận, thường quên đi giới hạn và khả năng kiểm soát, thường nói và làm ra những sự tình không hợp với lễ nghĩa, dễ khiến bản thân sau này phải hối hận. Vì vậy, trong cuộc sống, chúng ta cần phải học được trí huệ của sự điềm tĩnh, nhẫn nại. Lúc Tào Tháo, Lưu Luận anh hùng trong thiên hạ. Lưu Bị, những lời của Tào Tháo làm cho kinh sợ đến nỗi đánh rơi đũa. Lưu Bị là người có đức lớn mà còn như vậy, thì người thường, nếu Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà không biến sắc, kỳ thực là không phải việc dễ dàng. Lão Tử từng nói, sủng nhục bất kinh, tức là không quan tâm hơn thua, không so đo thiệt hơn. Tôn Tẫn cũng từng nói, dù Thái Sơn có sụp đổ trước mắt, nhưng sắc mặt vẫn bất biến, không thay đổi. Vương Dương Minh cũng từng nói, tâm này là bất động. Tất cả những câu nói này đều ra một chân lý, cần phải có một trái tim an định, bất động, thản đảm, an nhiên, để đối mặt với vinh nhục, được mất và những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống. Bởi vậy, những người có thể giữ tâm tính vững vàng trước những tình huống bất lợi bất ngờ ập đến, có thể giữ cho bản thân mình một tâm thái bình tĩnh, ung dung, ắt sẽ là người làm nên đại sự. Cổ nhân có câu, vui quá hóa buồn, con người trong khi cực kỳ phấn khích, thường nói năng không có kiểm soát, kiêng nể gì cả, sẽ nói một số lời gây tổn thương người khác hoặc không phù hợp, sau đó thì sẽ dẫn đến kết quả đáng buồn. Khi con người ta vui vẻ, họ thường cảm thấy mọi thứ đều thuận mắt, lúc này, khả năng phân biệt của họ thường yếu đi rất nhiều và tính logic của tư duy thì cũng bị giảm sút. Vì vậy, sự mất kiểm soát sẽ tận dụng cơ hội này để tác quái. Tuy nhiên, tâm thái có thể hưng phấn, lời nói ra cần phải bình tĩnh, bởi vì lời nói ra không bao giờ rút lại được nữa. Những người thông tuệ là người có thể phân biệt được lời nào nên nói, lời nào không, đặc biệt là lúc cao hứng, quá sợ thành ra yếu đuối. Tử Lộ hỏi Khổng Tử, nếu thầy cầm quân ra trận, thầy chọn ai theo? Khổng Tử đáp, kẻ tay không mà bắt cọp, không thuyền mà lội qua sông, chết không tiếc thân, những kẻ ấy ta không cho theo ta. Khi lâm sự, ắt phải biết lo lắng, thận trọng, suy tính mưu lược để thành công, những người đó ta mới cho theo. Lời bàn, Tử Lộ tự hào mình có dũng khí, ắt được thầy đánh giá cao, nhưng không tự chỉ đánh giá cao những người vừa có dũng khí, không biết sợ sệt, hơn nữa còn vừa mưu trí, cẩn trọng. Khổng Tử cho rằng, nếu sợ hãi quá mức, sẽ lấn át trái tim của chúng ta. Khi đối mặt với những việc mang tính chất quyết định, rất có thể sẽ không thể nào kiên trì với lập trường nguyên tắc của bản thân, cho nên sẽ khó để có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Cuối cùng, không có cách nào để giải quyết vấn đề trước những sợ hãi hoặc cám dỗ, những người yếu đuối thường đánh mất nguyên tắc của mình. Lúc này, người thực sự mạnh mẽ sẽ ngẩng cao đầu mà đối mặt, người có bản lĩnh chân chính sẽ nhẫn nại và kiên trì. Đứng trước thử thách cam go, quân tử sẽ dũng cảm đối mặt, kẻ tiểu nhân yếu đuối thoát chạy, bởi vậy không thể làm nên nghiệp lớn. Hứa nhiều dễ mất tín. Cổ ngữ cũng có câu, một lần mất tín, trăm lần bất tin, ngôn tất tín hành tất quả. Có thể thấy rằng, trong đối nhân xử thế,
Cổ nhân rất coi trọng chữ tín, một người có thành tín, biết thủ tín thì làm điều gì cũng tất thành. Đừng coi nhẹ lời hứa, nếu đã hứa thì ắt phải làm được. Hãy giữ lời hứa và cố gắng hết sức để thực hiện. Trước khi vỗ ngực làm với ai đó, hãy cân nhắc thật kỹ bằng cả trái tim và năng lực của bản thân mình. Người xưa thận trọng lời nói, sợ xấu hổ nếu nói mà không thể làm được. Khổng Tử chủ trương là phải thận trọng trong lời nói và hành động, nếu không làm được điều này thì sẽ làm mất đi sự tín nhiệm của người khác. Bởi vậy, Khổng Tử cho rằng người xưa không tự tiện nói chuyện bởi vì họ sẽ cảm thấy xấu hổ về những việc đã hứa mà không làm. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.